Cô gái tâm cơ cố tình tặng bạn thân một chiếc vòng cổ hàng giả giống hệt của mình, muốn làm cô ấy mất mặt trong buổi họp lớp. Ai ngờ người phụ nữ cao tay hơn đã sớm nhìn thấu mục đích của cô gái tâm cơ, nên đã giả vờ chấp nhận chiếc vòng cổ và mua lại một chiếc thật. Trong buổi họp lớp, cô đeo nó lấp lánh xuất hiện. "Xin lỗi các bạn, tôi đến trễ, đây là Chu Nhan." "Lâu quá không gặp, xem ra mọi người không thay đổi." "Này Chu Nhan, đừng để ý đến họ." "Này, không ngờ giờ cậu xinh thế. Lại đây, mình có chỗ trống, ngồi đây nhé." "Nhan Nhan, mình để chỗ cho bạn rồi." À, tâm cơ thực sự không ngờ rằng người bạn thân có vết bớt xấu xí và ăn mặc giản dị bỗng chốc biến thành một đại mỹ nhân, không chỉ ngay lập tức thu hút sự chú ý mà còn trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Một nam sinh tinh mắt nhanh chóng nhận ra chiếc vòng cổ của cô ấy tinh xảo hơn so với chiếc vòng cổ của ả tâm cơ trông như hàng giả. Người phụ nữ nghe vậy liền lấy ra chiếc vòng cổ mà ả tâm cơ tặng, nói rằng chất lượng quá kém, cô vô tình làm hỏng. Sợ ả tâm cơ biết sẽ giận nên cô đã mua một chiếc mới. Nam sinh nhìn một cái rồi cười, "Tôn tình, cậu đang đùa à? Chiếc vòng này là hàng giả trong số các hàng giả, giả hơn cả chiếc cậu đang đeo, cậu mua phải đồ giả rồi đấy." "Tôn tình, chẳng lẽ cậu cố tình tặng cô ấy hàng giả sao? Cậu không nói với cô ấy rằng hôm nay có buổi họp lớp à?" Ả tâm cơ vẫn đang cố gắng biện hộ cho mình, nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ thực ra đã tái sinh trở lại, nên cô ấy biết rõ từng chiêu trò của Ả tâm cơ. Kiếp trước cô ấy bị bạn trai và Ả tâm cơ phản bội, hai người họ không chỉ lén lút sinh ra một đứa con riêng còn công khai trước mặt cô, họ còn đầu độc khiến cô mắc bệnh nan y chỉ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm khi cô chết. Sau khi phát hiện ra vụ ngoại tình, cô đã cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng do bệnh tình phát tác, cô đã chết trong căm hận. Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô lại tái sinh trở về 10 năm trước. Lúc này, cô và bạn trai vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm. Ả tâm cơ cũng chưa xen vào mối quan hệ của họ. Nhưng khi trời đã cho cô cơ hội lần nữa, cô quyết tâm bắt gã bạn trai và Ả tâm cơ phải nhận lấy báo ứng. Và cách tốt nhất là để Ả tâm cơ thay thế mình kết hôn với gã bạn trai. Vì thế, trong buổi hoạt động của công ty, cô chủ động đề nghị chia tay với gã bạn trai. Ai ngờ gã bạn trai lại nổi giận cho rằng cô đã có người khác bên ngoài, liền muốn đánh cô ngay lập tức. Nhưng giám đốc công ty, người đã thầm yêu cô nhiều năm, đã ngăn lại. Không nói một lời, anh ta đã đấm cho gã bạn trai một cú. Ả tâm cơ thấy vậy liền vội vã tiến tới kiểm tra tình trạng của gã bạn trai. Giám sát viên nghe thấy tiếng động cũng đến hỏi chuyện gì đã xảy ra. "Vừa rồi tôi và Quách Tiểu Vĩ có xích mích, giám đốc Lạc đã ra tay giúp tôi." "Giám đốc Lạc, anh làm vậy là sai rồi. Chuyện cãi nhau của cặp đôi thì liên quan gì đến anh? Còn chuyện hôm qua anh đột nhiên xuất hiện và đưa Chu Nhan đi, điều này..." "Tôi lỡ miệng rồi, xin lỗi, xin lỗi." "Người đàn ông hôm qua chính là anh sao? Tôi đã hiểu rồi, thì ra là cô với anh ta cặp kè, cắm sừng tôi à? Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến giám đốc Lạc." "Nhan Nhan, cậu nói ít lại đi." Sau khi hiểu rõ tình hình, giám sát viên gọi giám đốc và gã bạn trai đi, để lại người phụ nữ và cô gái mưu mô tại chỗ. Cô gái mưu mô giả vờ tội nghiệp xin lỗi người phụ nữ, nói rằng vừa rồi không cố ý nói như vậy, nhưng người phụ nữ không thèm để ý quay lưng bỏ đi. Cô gái mưu mô tiến lên kéo cô lại nhưng không đứng vững khiến cả hai rơi xuống hồ bơi. Nhân lúc người phụ nữ chưa kịp phản ứng, Ả tâm cơ cố kéo đầu cô ấy xuống nước. Giám đốc quay lại thấy cảnh này liền nhảy xuống đẩy Ả tâm cơ ra, sau đó cứu người phụ nữ lên. "Tôi không cố ý, cạnh hồ bơi trơn quá, vừa rồi tôi không cẩn thận nên bị rơi xuống. Chu Nhan không biết bơi."
còn đảm đang nữa. Sao, sao con không nói sớm với mẹ rằng cô ấy là một đứa trẻ mồ côi? Con gái, khi nào có thời gian đi cùng dì khám sức khỏe tí? Chỉ cần sức khỏe tốt có thể sinh con là được. Cô, chắc là khả năng sinh sản vẫn bình thường chứ? Nhà chúng ta chỉ có Tiểu Vĩ là con trai duy nhất. Chắc chắn không thể để tuyệt tự. Tiểu Vĩ, yên tâm đi, tất cả nghe theo bố mẹ. Về làm dâu nhà chúng ta đều là người nhà. Kiếp trước tôi đúng là mù mắt mới nhìn trúng gia đình này. Lũ ma cà rồng, tôi được sống lại nhất định sẽ khiến các người tự nhận hậu quả. Tiểu Vĩ, có hơi căng thẳng không? Chẳng phải tôi cũng muốn thể hiện tốt hơn sao? Mau vào trong ngồi đi, đừng để họ tức giận nữa. Ừ, được rồi, chuyện quần áo tôi không để ý nữa, sau khi kết hôn cô sửa lại là được. Như thế này, nhà chúng tôi chỉ có Tiểu Vĩ là con trai duy nhất, sau khi kết hôn tốt nhất là ở cùng nhau, lúc đó tiền lương của cô dùng để chi tiêu trong gia đình. Cô nên học hỏi từ gì cách quản lý việc nhà. Bác trai, bác nói đùa rồi, nếu con kết hôn với Tiểu Vĩ thì con việc gì phải đi làm? Dĩ nhiên là Tiểu Vĩ phải kiếm tiền nuôi gia đình, con đây không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo, sau khi kết hôn thì phải trông cậy hết vào Tiểu Vĩ thôi. Hơn nữa con cũng không định sinh con, vậy cô gả vào nhà tôi để làm gì? Tôi gả vào nhà bà dĩ nhiên là để hưởng phúc, chứ không lẽ để làm ô sin à? Cô mơ đi, tôi sẽ không để Tiểu Vĩ cưới cô về đâu. Biến, cô biến đi. Tiểu Vĩ, em làm gì sai sao? Em có thể đừng gây rối nữa không? Tiểu Vĩ, nhìn bạn gái mà anh chọn kia, thật là một tai họa, làm mẹ gần như tức điên lên, mau chóng đuổi nó đi. Dì à, xin đừng giận nhé, những gì tôi vừa nói đều là thật lòng. Biến đi, nhanh biến đi. Tiểu Vĩ, không sao chứ? Dường như bố mẹ anh không thích tôi lắm. Vậy thì chúng ta hôm nay kết thúc ở đây nhé. À, đúng rồi, đây là tài sản của tôi khi lấy chồng và giấy tờ nhà. Tôi sẽ lấy đi trước nhé. Tôi nói là làm, tạm biệt. Chu Nhan, quả nhiên bị cô làm hỏng. Không sao đâu, ai bảo cô là bạn thân của tôi. Vậy thì để tôi đến kết thúc cho cô nhé. Quả nhiên cô ta mắc bẫy,